Nam mô thập phương thượng độ tam bảo, Nam mô thập phương thượng độ tam bảo, Nam mô thập phương thượng độ tam bảo, Tam đại chứng minh.
Nhưng về tình thủy biển trái tam thiên tình không bao đức đời nhân thiên phạm giơ hoàn tăng duyên diệt tội tiêu thiên hóa diệt hóa hồng liên nam mô thanh đường địa bồ tát nam mô thanh đường địa bồ tát Đại bi hội thường Phật Bồ Tát Thiện thủ thiện nhãn Bồ Đề Đại bi tâm Đà Ra Ni Nam Mô Hán Ra Đăng Na Đăng Đăng Dạ Dạ Nam Mô A Di Đà Bà Đô Kiệt Đề Thường Ban Ra Nhãn Bồ Đề Tăng Đô Bà Dạ Ma Hà Tăng Đô Bà Dạ Ma Ca Đô Ni Ra Dạ Chúa đang na đang tỏ nam mô tăng kiên đồng đội mong ma đi già mà đồ kiếm đê thân vật ra đằng đằng và nam mô đã ra vấn đi ra đề ma ban đệ ra đê tăng ba ta đổ vô bằng na đề dừng lật ba tăng đăng nam ma ban già ma bằng đằng đầu đã đi tán nam mà đồ hề ta ba tớ điện đồ mạng đa ra mạng trà dạ ta ba
Oh.
ban đầu ma quang minh tạng Phật. Thế tâm đánh đề tâm mô quang minh phóng vấn đăng Phật. Pháp thật thắng
sân Phật à. Thế tâm đảnh đề tam mộ kim sơn hoài đức thiền
trên đêm nhân duyên công đức thể Phật này, nguyện được thống trang nghiêm trăm phước tương tốt đồng đầy. Phật thân như Phật thế tương tốt tùy hình, đi đứng như ngôi Chúa, đệ tử và chúng sanh nguyện đều thánh hệ tựu. Nam mô Đại Hạnh Vô Hiền Bồ Tát. Nam mô Đại Hạnh Vô Hiền Bồ Tát. Nam mô Đại Hạnh Vô Hiền Bồ Tát. Bát Nhã Ba La Mật Đà Tông Kinh Quang Thừa Tài Bồ Tát Hành Thâm Bát Nhã Ba La Mật Đà Thờ Hiệu Viên Ngô Ẩn Giá Cộng Đồ Nhất Thiết Phổ Anh Trang Thờ Tự Sánh Bất Nhị Không Không Bất Nhị Sánh Sánh Tức Thị Không Không Tức Thị Sánh Cà Thọ Tướng Hành Tướng Nhiều Mục Nhớ Thị Sánh Thờ Tự Thị Chữ Pháp Không Tư Bất Sánh Bất Nhiều Bỏ Rấu Bất Thịnh Bất Tăng Bất Giàn Thế có ông đụng vô sách vô thọ tưởng hành thức vô nhàn nhị thấy thiệt tâm ý vô sách tính hương vì dục các pháp vô nhãn giới này chỉ vô ý thức cái giới vô minh diệt vô minh thần này chỉ vô nào từ diệt vô bao tử tâm vô tập diệt nào vô trí diệt vô đất chỉ vô sở đất vô bồ đề đất gọi ý nhân ban nhã ba la mật đà vô tâm vô ái này
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.